Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến, trong hôm nay như chúng ta tổ chức sinh hoạt cờ, nội dung của buổi sinh hoạt cờ ngày hôm nay đó, bác Lê Văn Nghiệp, hội viên hội chứng viên xạ, đến chúng ta cho một tràng pháo tay. Về phía nhà trường, xin được kính giới thiệu thầy giáo Trương Quốc Phượng, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường. Cô giáo Dương Thị Ngọc Hương, phó hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn. Và đặc biệt là sự có mặt đầy đủ của các thầy giáo, cô giáo cùng 517 các em học sinh trường Trung học cơ sở Quảng Tùng. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Để thay đổi không khí thì sau đây cô sẽ mời các em học sinh của chúng ta sẽ lên tham gia một vài tiết mục văn nghệ để chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. À, bây giờ chúng ta sẽ phát huy tinh thần xung phong nào. Xin mời các em học sinh của chúng ta sẽ xung phong lên tham gia sinh hoạt văn nghệ nào. Mời bạn Khôi Nguyên của lớp 6B nào. Đề nghị toàn thể chúng ta cho bạn Khôi Nguyên một tràng pháo tay thật lớn nào. Khôi Nguyên có thể không? Con xin chào cả thầy cô giáo và xin chào cả anh chị học sinh và các bạn học sinh. Con xin tự giới thiệu, con tên là Trần Công Nguyên, học lớp 6B. Nhân ngày kỷ niệm 79 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, con xin hát tặng một bài hát, là bài Cảm ơn Chủ Bộ Đội. Ngày nay nơi biên cương luôn có chú
Châu Nguyên, học sinh lớp 6B. Mặc dù là học sinh lớp 6 nhưng bạn rất là mạnh dạn và tự tin. Đề nghị toàn đứng ta cho bà một tràng pháo tay thật lớn nào. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến, sáng hôm nay đội chúng ta rất vinh dự được chào đón các vị đại diện của Hội Cựu chiến binh xã Quảng Tùng. Sau đây xin mời chú Lê Văn Nghiệp, đại diện cho Hội Cựu chiến binh xã Quảng Tùng sẽ lên gặp gỡ nói chuyện truyền thống với toàn lực lượng chúng ta. Đề nghị các em cho một tràng pháo tay. Xin mời chúng mình. Trang ơi. Chú chưa đang chưa được đường. Chú chưa ban giám hiệu nhà trường cùng các thầy các cô. Các học sinh thân mến. Được sự chỉ đạo của Hội Cựu chiến binh xã Quảng Tùng và nhận lời mời của ban giám hiệu nhà trường, hôm nay chú thay mặt cho Hội Cựu chiến binh xã Quảng Tùng để tham dự và nói chuyện truyền thống về bộ đội Cụ Hồ trong cái buổi là sinh hoạt bốn giờ. Lời đầu tiên cho phép chú vì thế các cháu học sinh thân mến cùng các thầy các cô lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Có thể nói là chú rất vui và cảm động, nhận thấy rằng là hàng năm á thì nhà trường chúng ta thường xuyên tổ chức các hoạt động mà trọng tâm là trong tháng 12 này hướng tới chào mừng kỷ niệm ngày thành lập quân đội. Bản thân chú thì là mới được hưu đây. Chú tên là Nghiệp, chú sống ở thôn Di Lộc. Trước đây thì chú công tác ở tỉnh ngoài sư 324 của quân khu 4, đóng quân ngoài Nghệ An. Sau đó là chú chuyển công tác về tỉnh ủy Quảng Bình, về huyện Quảng Trạch của ta, và chú mới được hưu năm ngoái đây. Thực ra thì hôm nay nói chuyện truyền thống ấy, chú biết được rằng là cái công tác giáo dục truyền thống lịch sử cho các cháu học sinh thì nhà trường chúng ta đã làm rất tốt. Các chú là rất vui, bản thân chú là bộ đội mà được mà thấy các cháu đang ngồi trên ghế nhà trường mà có nhiều hoạt động hướng về ngày thành lập quân đội, rồi là học tập nói theo tấm gương của anh bộ đội Cụ Hồ, chú cảm động lắm. Kính thưa các thầy các cô, toàn thể các em học sinh, cách đây 79 năm để thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và chỉ thị của Bác Hồ ngày 22 tháng 12 năm 1944 thì đội tuyên truyền giải phóng quân Việt Nam được thành lập và cho đến nay là trải qua 99 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước ta có một quân đội kiểu mới. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến, vừa rồi chúng ta đã được gặp gỡ với chú Lê Văn Nghiệp, là một vị đại diện của chiến binh xã Quảng Tùng mà chúng ta ôn lại truyền thống lịch sử của quân đội nhân dân Việt Nam, và để ghi nhận những tấm lòng những công hiến của thế hệ quân đội nhân dân Việt Nam thì sau đây xin đồng chí mời thầy giáo Trung Quốc Phượng, bí thư chi bộ hiệu trưởng nhà trường sẽ lên nha tặng quà chúc mừng cho vị đại diện của chiến binh xã Quảng Tùng. Xin đồng chí mời quý vị đại biểu lên nhận quà. Tiếp theo
sẽ là những món quà tinh thần đến từ các em đội viên trường trung học phổ thông. Sau đây chúng ta sẽ được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đến từ các bạn đội viên của liên đội. Đầu tiên xin trân trọng kính mời bạn Thanh Bằng, học sinh lớp 9A sẽ lên tham gia một tiết mục văn nghệ. Và... Thank you.
ta sẽ được thưởng thức một ca khúc đến từ bạn Bảo Trâm, học sinh lớp 7A. Xin mời Bảo Trâm nào. Cùng toàn thể các em học sinh, chúc các em có một cuộc học thật tốt, đạt nhiều kết quả cao.